Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Nguyên Lai Ta Là Tuyệt Thế Võ Thần, Người Trên Vạn Người của tác giả Phong Lăng Bắc. Tập 142. Chương 1411, Khóa Cổ Mạn Mạn 2. Mạn Mạn không tỏ ý kiến, bắt đầu trầm mặc, trong miệng phun ra bong bóng. Liếc đôi mắt cá chết, Dịch Phong tức giận quay đầu. Nhìn con hàng này hiền lành nhút nhát, không ngờ được, thế mà lại là phái diễn xuất, còn lừa mình lâu như thế. Dịch Phong càng nghĩ càng phiền muộn, cũng bắt đầu suy nghĩ với tất cả mọi thứ lúc trước. Ta vẫn luôn đánh giá thấp con ốc sên này, thậm chí cũng đánh giá thấp chính mình, những vật khác mà hệ thống kia tặng cũng có khả năng có thể bị đánh giá thấp. Lẩm bẩm đến đây, đột nhiên Dịch Phong ngồi thẳng người. Mạn Mạn đã mạnh như thế, tốc độ khủng bố đến tình cảnh này, vậy thì có khi nào lâu bản vĩ kia. Nhất thời ý nghĩ này trong chớp mắt hiện lên trong đầu, Dịch Phong kinh ngạc đến mạnh mẽ ngước mắt lên. Nhưng nghĩ lại một chút, ánh sáng trong mắt hắn đã tiêu tán đi mấy phân, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, thần sắc cũng bình tĩnh lại. Trước đây hắn đúng là cũng hoài nghi đến, còn thử qua rất nhiều lần. Nhưng gia hỏa này thật sự không giống như cao thủ đệ nhất thiên hạ gì cả, hơn nữa rất không chịu được đòn, chỉ cần đánh mấy lần đã tan ra thành từng mảnh, đầu cũng có thể lăn mất không thấy bóng dáng. Vì thế đừng nói đánh người, đến chịu đòn cũng không được. Cái bộ xương tan ra thành từng mảnh đó, sao có thể là cao thủ đệ nhất thiên hạ được? Gạt bỏ mấy phần lo lắng, tâm tình Dịch Phong bình tĩnh lại, nhưng nhìn thấy dáng dấp giả vờ của Mạn Mạn, lòng hắn vẫn là còn có bất bình, dần dần đã có mấy phần mục đích thăm dò. Lần tiếp theo nhìn thấy tên đáng chết kia, nhất định phải thử lại lần nữa. Vạn nhất lâu bản vĩ cũng là phái diễn xuất, chẳng phải là lại nhầm lẫn tai hại sao? Thân là chủ nhân, tuyệt đối không thể khoan nhượng để loại chuyện này xảy ra. Khúc mắc dần dần được mở, khủng hoảng trước mắt cũng có nguy cơ được tiêu trừ. Dịch Phong thở phào một hơi, tuy bị Mạn Mạn lừa có chút khó chịu, nhưng con hàng này rất nhanh, cũng được coi như là một chuyện tốt. Sau này muốn đi đâu, còn không phải chuyện một câu nói sao. Nghĩ đến đây, Dịch Phong cũng dần bình tĩnh lại, có một loại cảm giác lờ mờ vui sướng vì trong họa có phúc, cũng không còn vội vã trở về khu sương mù đen nữa. Dù sao, cũng chỉ là một cái nháy mắt là đến nơi rồi. Sau này thời gian dẫn đường còn có thể thừa dịp lười biếng, cưỡi Mạn Mạn trở về ăn bữa ăn khuya mở một cái gì đó, chẳng phải là rất đẹp sao? Vừa nghĩ mấy ngày này bôn ba bên ngoài, vẫn luôn ăn đồ lưu trữ, trong miệng đều nhạt hết rồi. Càng nghĩ càng thấy thoải mái, Dịch Phong giống như là người làm thuê phát hiện ra hy vọng cuộc sống vậy, trở lại nhà bếp trong viện của Phó Nam Thiên, đích thân xuống bếp cứ như thế làm hai món ăn. Một bữa cơm no rượu đủ, cưỡi Mạn Mạn bình tĩnh trở về. Vút! Một đạo lưu quang lóe qua thôn xóm, người thường căn bản khó mà phát giác. Ở nơi không xa, hai huynh đệ Ngụy Đông Hải bởi vì cảnh giới của bản thân có chút yếu, kém, khó mà tiếp tục tiếp nhận đạo vận khủng bố ở trong hành lang, vì thế trở về trước. Vừa đi ra khỏi hành lang hồi cổ, bọn họ đã chạy về phía nhà Dịch Phong. Bởi vì lúc đi gấp gáp, bọn họ còn chưa kịp hiếu kính đồ vật ở trên người. Vì thế lúc này trở về, dường như bọn họ không hề dừng lại, cho dù trong lòng biết tiền bối Dịch Phong không có ở nhà, nhưng cũng muốn đầu tiên đưa vật hiếu kính đến trong sân của Dịch Phong. Nhưng mới đi đến chỗ không xa, đã nhìn thấy một đường nét thân hình quen thuộc, trong nháy mắt bóng dáng mờ ảo đã biến mất ngay trước mắt. Cuồng phong thổi qua, cả mặt Ngụy Đông Hải mơ hồ. Mau đi vào đi, ngươi còn đứng ngốc ở cửa làm gì? Sau lưng truyền đến tiếng hỏi, chính là Túy Vô Nhai nhanh chân đi đến. Ngụy Đông Hải muốn nói gì đó, nhưng lại không dám khẳng định mở miệng. Nhìn thấy bộ dáng do dự của sư đệ, Túy Vô Nhai chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lên tiếng nói. Ngươi cái gì mà ngươi? Có phải là luyến tiếc những bảo vật kia không? Sư đệ à, không phải người sư huynh như ta phê bình ngươi, Dịch tiền bối ban cho chúng ta cơ duyên lớn như thế, lão nhân gia người ban ân không cần báo đáp, chúng ta cũng không thể hẹp hòi. Chúng ta đã có thần kiếm hộ thể, thực lực đột nhiên tăng mạnh, lề lối cũng phải tăng lên mới được, nếu như đến những bảo vật này cũng luyến tiếc, vậy thì không phải là khiến cho Dịch tiền bối thất vọng sao? Nghe thấy bản thân bị hiểu lầm, Ngụy Đông Hải vội vã giải thích. Không phải, ta sao có thể là loại người đó? Vừa rồi hình như ta nhìn thấy Dịch tiền bối, hắn ở ngay trước cửa viện. Túy Vô Nhai nghe đến cả người sững sờ, tiếp đó cười ra tiếng. Dịch Phong tiền bối.
Ha ha, Dịch Phong tiền bối đã ra ngoài cùng với khách ở tỉnh vực khác rồi, đã qua mấy ngày, dựa vào tu vi của bọn họ, cũng không biết đã đi đến nơi xa xôi nào, sao ngươi có thể nhìn thấy họ? Chương 1412, lại thấy Dịch tiền bối, 1. Ngươi, hẳn là đang nói mơ đi. Ngụy Đông Hải bị cười đến mặt đỏ ửng, vẫn là líu díu không ngừng. Nhưng ta thật sự hình như nhìn thấy Dịch tiền bối. Trong mắt Túy Vô Nhai lộ ra vẻ hoài nghi, đẩy cửa chính ra. Tiểu viện thanh tĩnh không có động tĩnh gì, bàn đá cũng dính cho bụi, xem ra đã bỏ không mấy ngày. Phó Nam Thiên vẫn còn đang ở hành lang hồi cổ, cảnh tượng này đủ để xác minh sự thật Dịch Phong đã đi ra ngoài. Túy Vô Nhai nhìn lại lần nữa, cười ra tiếng. Xem đi, đây nào giống dáng vẻ có người ở. Dịch Phong tiền bối đi cùng với ba người kia ra ngoài, đã là thời gian mấy ngày rồi, nhất định đã đi đến nơi rất xa, tuyệt đối không thể vẫn còn ở trong thôn. Đã có bằng chứng xác thực, lại cộng thêm sư huynh nhiều lần nhấn mạnh. Ngụy Đông Hải cũng không đa nghỉ nữa, lúng túng gãi gãi đầu. Đúng vậy, hình như là ta hoa mắt. Chúng ta vẫn là nhanh chóng để bảo vật lại, nắm chắc thời gian trở về điều tức. Lần này hấp thu được không ít sức mạnh đại đạo, cần phải luyện hóa dung, hợp thật tốt. Còn có thần kiếm trong tay, tương lai nhất định có thể tăng. Thêm nhiều chiến lực cuối cùng cũng nói trở về chuyện chính, Túy Vô Nhai cũng nghiêm túc gật đầu. Không sai, tu vi của hai chúng ta thấp, không gian tăng lên lớn nhất, đầu tiên nhất định phải nắm chắc thời gian âm thầm dung hợp đạo lực, tương lai nhất định khiến tất cả mọi người kinh diễm. Tiếp đó hai sư huynh đệ lòng mang ý xấu, rồi đi vào trong gian nhà của Dịch Phong. Sư đệ, không được cất giấu riêng đó. Túy Vô Nhai ngoài miệng rộng lượng dặn dò, nhưng trong lòng ngập tràn đắc ý nắm chắc thắng lợi trong tay. Dù sao hắn lấy ra mấy chục cây long tu, hắn nhất định có thể khiến cho Dịch Phong tiền bối càng vui mừng hơn. Sao sư huynh lại nói lời đó, cho dù ta không sánh được với ngươi, nhưng cũng không phải là người hẹp hòi. Ngụy Đông Hải ngôn từ khiêm tốn, nhưng tâm tư nhỏ trong lòng càng ác hơn, lấy hết toàn bộ hơn trăm các loại bảo tài ra. Chỉ để lại một bình rượu ở trong nhẫn thánh, ngoài miệng còn rất khiêm tốn, nhưng đã có phong phạm của vua tranh đấu. Sư huynh đệ hai người bỏ hết tất cả xuống, nhìn nhau cười một tiếng rồi cùng rời đi. Hắc vực vô biên, chỉ nghe vút một tiếng, Dịch Phong cưỡi Mạn Mạn xuất hiện. Nhìn cảnh tượng có chút quen thuộc, lại nhìn thấy Phi Chu ở trên đỉnh đầu, Dịch Phong thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ giữ được danh dự dẫn đường rồi. Nhìn thấy bốn phía đều là thi thể ma vật, cũng không có động tĩnh gì khác. Dịch Phong thu Mạnh Mạn lại, đang chuẩn bị chợp mắt đợi người. Đột nhiên, ba đạo lưu quang từ các nơi xẹt đến, cùng nhau xuất hiện trước mắt, chính là ba cao thủ kia. Nữ tử đi đầu có tròng mắt thanh lãnh, hờ hững lên tiếng hỏi, vừa rồi ngươi vừa đi đâu? Nơi này nguy hiểm trùng điệp, ma vật hung hãn vô số, ngươi chẳng qua chỉ là tu vi bán thánh, khó có sức tự bảo vệ. Mạo muội đi đâu đó sẽ mất mạng, cho dù là ba người chúng ta, cũng chưa chắc có khả năng kịp thời cứu viện. Thấy Dịch Phong vận khí không tệ hình như không bị thương tổn gì, nữ tử này cũng lười hỏi nhiều, quay người bước chân mở miệng căn dặn. Bỏ đi, tiếp tục lên đường. Nói xong một câu, chân ngọc của nữ tử kia bước ra, đảo mắt đã đáp xuống Phi Chu, hai người khác cũng theo sát sau lưng. Tuy thái độ của nữ nhân này không tốt lắm, nhưng chung quy nói ra cũng là một tấm lòng tốt. Dịch Phong không nói gì, cứ như thế theo ba người đi lên Phi Chu, lại lần nữa rong ruổi trong làn sương mù đen. Mấy ngày tiếp theo, Phi Chu đi nhanh như lưu quang. Dịch Phong ở trong đó, nhưng lại không có cảm thán như lúc trước. Sau khi nhìn thấy bản lĩnh của Mạn Mạn, dường như Phi Chu này lộ ra rất bình thường, tốc độ đã từng khiến người khác kinh diễm, nhưng trước mắt lại giống như rất chậm chạp. Mặt đất dưới chân nhìn rất rõ ràng, biển sương mù ở xung quanh cũng rõ mồn một trước mắt. Hoàn toàn không có cảm giác kích thích như khi cưỡi Mạn Mạn, cũng không có loại kích động đến trong chớp mắt kia, chỉ cảm thấy ở trên chiếc xe bò cũ, nhàn nhã đến buồn ngủ. Dịch Phong buồn bực nhàm chán, lặng lẽ quan sát ba người kia. Nữ tử đứng đầu vẫn là bộ dáng hờ hững, hai người còn lại cũng không kém bao nhiêu, cả quá trình đều ngồi thiền dưỡng thần, dường như hoàn toàn không để ý đến cái khác, một bộ dáng dấp cao lãnh. Nhưng mấy ngày nay nhìn bọn họ ngồi thiền, đến một chút cơ hội dừng lại giết quái cũng không có, Dịch Phong rất nhàm chán, ngày ngày ăn trứng gà đúng là thật sự không chống đỡ nổi nữa. Nhìn thấy người ta còn đang ngồi thiền, một bộ dáng vẻ không dính khói lửa trần gian, Dịch Phong âm thầm có chút tâm tư nhỏ. Không bằng nhân cơ hội này,
trở về làm một bữa ngon. Các bạn đang nghe truyện Nguyên Lai Ta Là Tuyệt Thế Võ Thần, Người Trên Vạn Người của tác giả Phong Lăng Bắc tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1413, lại thấy Dịch Tiền Bối 2. Ý niệm này vừa mới nảy ra, Dịch Phong càng nghĩ càng thấy đáng tiền. Lặng lẽ đi ra bên cạnh Phi Chu gọi Mạn Mạn ra, vừa cưỡi lên đã vút một tiếng. Động tĩnh rất bé, lại bị tiếng gió thổi khi Phi Chu đi nhanh bao phủ, so với tiếng ruồi bay không lớn hơn được bao nhiêu, dường như là không phát hiện được. Trong chớp mắt, Dịch Phong đã về tới thôn, nhà bếp quen thuộc, tiểu viện an nhàn. Tất cả đều khiến cho lòng người vui vẻ, cũng tràn ngập hơi thở cuộc sống. Trải qua nhiều lần rèn luyện, lão đầu cũng đã dùng đồ làm bếp thuần thục hơn. Rất nhanh Dịch Phong đã bưng một bát bún tàu, lại phối hợp thêm hai quả trứng luộc. Một chén mỹ vị vào bụng, toàn thân nguyên khí tràn đầy. Không cần suy nghĩ nhiều, Dịch Phong đã biết Long Tu này là Ngụy Đông Hải để lại. Chỉ có lão đầu kia từng cùng với hắn săn bắn, bên trong thôn này hương vị tình người thật là nồng đậm. Sau khi ăn cơm xong uống một chén trà, thoải mái nghỉ ngơi. Dịch Phong ăn uống no đủ vẻ mặt thỏa mãn, vặn eo bẻ cổ phơi nắng ở ngay trước cửa, lại một lần nữa lười biếng thành công, đang chuẩn bị triệu hồi Mạn Mạn lên đường trở về. Đúng lúc này, Ngụy Đông Hải cũng kết thúc bế quan đi ra ngoài. Trải qua 2-3 ngày dung hợp, dường như hắn đã biến toàn bộ sức mạnh đại đạo hấp thu trong hành lang hồi cổ để cho bản thân sử dụng. Thực lực tăng lớn, vẻ mặt vừa lòng thỏa ý, đang muốn đi về phía nhà Phó Nam Thiên, dọn dẹp nhà cửa cho Dịch Phong tiền bối. Để chờ tiền bối về cũng yên tâm ở, cũng coi như là một chút tâm ý. Còn chưa đi đến nơi, từ xa đã nhìn thấy thân ảnh quen thuộc. Động tác duỗi người tràn đầy dáng vẻ không bị trói buộc kia, nụ cười sáng lạn giống như ngày xuân mới lên, bất luận là thân hình hay dáng vẻ, đều có một loại khí độ tiêu sái phi phàm không nói nên lời. Người kia, chính là Dịch Phong tiền bối. Ngụy Đông Hải nhìn đến hai mắt trợn tròn, nhất thời đứng thẳng bất động tại chỗ. Rõ ràng Dịch tiền bối đã cùng với ba vị khách ở tỉnh vực bên ngoài đi xa, đã qua mấy ngày, chắc chắn ở bên ngoài tỷ vạn dặn mới đúng, nói không chừng đã đi hơn phân nửa cái vân tỉnh. Trước mắt, thế mà lại xuất hiện ở trong thôn. Sao có thể như thế? Ngụy Đông Hải kinh nghi vạn phần, con mắt chừng đến giống như chuông đồng. Vội vã dụi dụi con mắt, lại lần nữa nhìn lại, hoàn toàn chính xác là Dịch Phong đang đứng ở trước cửa. Lập tức, Ngụy Đông Hải tràn ngập chấn động. Bên ngoài ngàn tỷ dặm, có thể dễ dàng trở về như thế, về mặt thần tình hờ hững thánh thơi, có thể thấy được là vẫn chưa dùng hết toàn lực. Loại thân pháp tu vi này đã khủng bố đến mức vượt qua kiến thức thông thường. Cho dù toàn bộ vân tinh cũng chưa từng nghe qua có loại tồn tại này. Lẽ nào cảnh giới của Dịch Phong tiền bối là? Các suy đoán vừa mới xuất hiện trong đầu, Ngụy Đông Hải đã bị hù dọa đến trợn mắt há mồm. Nếu như thật sự là như thế, có thể kết bạn với Dịch Phong tiền bối đâu chỉ là cơ duyên, quả thực là vinh hạnh lớn bằng trời. Suy đoán đến loại chân tướng kinh người này, Ngụy Đông Hải kinh ngạc đến đầu óc trống rỗng, một trận băng băng xông về nhà, không quan tâm tất cả lên tiếng la lên. Sư huynh, sư huynh, Dịch tiền bối trở về rồi, ta thật sự nhìn thấy hắn. Cho dù tu vi tăng cao đã là thánh nhân cấp cao, Ngụy Đông Hải hò la đến thân phận cũng không thèm để ý, giống như con ruồi không đầu lao vào trong nhà, lời nói cũng nói không được lưu loát. May mà Túy Vô Nhai vừa mới xuất quan đang điều tức, nếu không sẽ bị cái cổ họng này làm cho tẩu hỏa nhập ma. Đột nhiên nghe được tiếng hò hét, ra ngoài nhìn thấy sư đệ tràn ngập kinh ngạc, lại nghe thấy lời nói lắp bắp kia. Nhìn bộ dáng dấp hoảng hốt nói bừa, cả người trên dưới nào có nửa điểm tư thái của thánh nhân. Túy Vô Nhai càng nhìn càng hận rèn sắt không thành thép, mặt lạnh lên tiếng răn dạy. Hồ nháo! Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, tu vi của ngươi tăng cao, khí độ và lễ nghĩa cũng nên tăng lên mới đúng, cứ như thế gấp ga gấp gáp còn ra thể thống gì. Nhìn thấy sư huynh không hề tin, Ngụy Đông Hải gấp đến độ muốn khóc. Sư huynh, ta thật sự nhìn thấy Dịch Phong tiền bối, lúc này đang ở ngay trước cửa nhà Phó Nam Thiên, không tin, ngươi đi theo ta đi bái kiến. Trong mắt Túy Vô Nhai lộ ra vẻ hoài, mặt đen lại trầm giọng đồng ý. Được, ta đi với ngươi xem một chút. Hai người vội vã bước ra cửa sân, đi thẳng đến nhà Phó Nam Thiên. Đúng vào lúc đó, một đạo lưu quang vút lóe qua thôn xóm. Hai lão đầu vội vội vàng vàng đi đến,
đến trước cửa mọi thứ vẫn như trước. Đừng nói nhìn thấy bóng người, đến cửa sân cũng đóng rất chặt chẽ. Chương 1414, đây là ảo giác. Sắc mặt Túy Vô Nhai càng đen thêm, quay đầu chất vấn. Người đâu? Ngươi không phải nói Dịch tiền bối trở về sao? Tại sao lại không có người? Ngụy Đông Hải cả mặt mơ hồ, tới tới lui lui mấy lần, cũng đưa mắt nhìn bốn phía mấy lần, vẫn là không thấy một bóng người, dường như đúng là không có người trở về vậy. Nhưng nghĩ lại những thứ vừa mới nhìn thấy, hắn vẫn kiên trì lên tiếng. Đây, nhưng vừa, rồi ra thật sự nhìn thấy Dịch tiền bối, hắn chính là đứng ở chỗ này. Nói rồi, Ngụy Đông Hải còn đi đến trước cửa chỉ tay về phía trước. Tư thế bắt trước kia rất có dáng vẻ, nhìn có vẻ vừa uất ức vừa không cam lòng, giống hệt như thật vậy. Nhìn tư thế vội vàng giải thích của sư đệ, Túy Vô Nhai bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ai? Sư đệ, ta biết ngươi đối nhân xử thế thành thật, một lòng nghĩ muốn báo đáp Dịch tiền bối, nhưng trước mắt người nhiều miệng lưỡi phức tạp. Lại có người ở tỉnh vực ngoài đến làm khách, chuyện của Dịch Phong tiền bối chúng ta không thể thuận miệng để lộ, chỉ đành phải tự mình hồi báo. Những ngày này, ngươi nhất định là có lòng nhớ nhung, nên mới giống như là nhìn thấy Dịch tiền bối, đây là ảo giác. Lời nói thấm thía, Ngụy Đông Hải cũng là có uất ức. Hắn không ngốc, đương nhiên biết lời gì nên nói, chuyện gì nên làm, báo ân còn cần phải sư huynh chỉ điểm sao. Cái gọi là ảo giác càng khiến cho Ngụy Đông Hải nghe đến mặt đỏ ửng lên. Cắn răng, Ngụy lão đầu không nén được lửa giận cãi lại. Sư huynh, ngươi nói lời này, ta cũng là một thánh nhân cấp cao, tại sao trong mắt ngươi ta lại là người cái gì cũng không hiểu, ta đã không còn là người lạnh đầu ngây thơ nữa, thánh nhân sao có thể có ảo giác. Túy Vô Nhai bị cãi lại đứng sững sờ, tiếp đó bất đắc dĩ cười ra tiếng. Ha ha, ngươi đó, còn quá trẻ. Thánh nhân thì sao? Thánh nhân cũng là từ người tu hành ra. Cái gọi là ngày nghĩ gì tối mơ đó, ngươi mỗi ngày đều nhớ Dịch tiền bối, ta cũng có thể hiểu, nhưng khó tránh để ý quá mức sẽ xuất hiện ảo giác. Ngụy Đông Hải nghe đến mơ hồ, vô thức rụi rụi mắt. Không thể nào, ta thật sự nhìn thấy Dịch tiền bối. Nhưng hắn ngước mắt lên nhìn, bốn phía không có người nào. Trong thôn yên tĩnh, dường như chỉ còn lại hai sư huynh đệ bọn họ trở về sớm, sự thật không thể tranh cãi. Ngụy Đông Hải có chút hoài nghi nhân sinh, lâm vào mê mang. Nhìn thấy sư đệ hình như vẫn còn chấp mê bất ngộ, Túy Vô Nhai nhíu mày. Ngươi gần đây vẫn luôn lải nhải, lần trước cũng nói gặp được Dịch tiền bối, khi đưa bảo vật cho Dịch tiền bối, cũng là bộ dáng vẻ lén lút, có phải là đã trúng tà không? Lẽ nào, sức mạnh đại đạo ngươi hấp thu có vấn đề gì, tẩu hỏa nhập ma rồi? Nhìn thấy tranh chấp nội bộ chuyện tặng quà sắp bị đâm thủng, Ngụy Đông Hải vội vàng tiếp lời tranh luận lại. Ai tẩu hỏa nhập ma? Ngươi mới tẩu hỏa nhập ma ấy. Ta đây là nhớ Dịch Phong tiền bối, nghĩ muốn sớm ngày báo ân mà thôi. Ngươi có cả ngày nói ta, chính bản thân còn không phải nhớ Dịch tiền bối sao? Ngươi đừng cho là ta không biết, lúc trước ngươi là lấy ra bảo hạp cất giữ nhiều năm, có phải là đợi tiền bối trở về, chuẩn bị tặng nhiều lễ hơn một chút để ép ta không? Đột nhiên bị hỏi ngược lại không giữ mặt mũi, Túy Vô Nhai cũng gấp. Sư đệ, ngươi đây là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ta tại sao lại nghĩ muốn ép ngươi xuống? Ta là sư huynh của ngươi, ta sao có thể là loại người như vậy? Lời này của ngươi quá khiến người ta lạnh lòng rồi. Dăm ba câu, hai người tranh đấu đã lải nhải đến ầm ĩ. Không bao lâu sau, xưng hô sư huynh đệ đã bị thay thế bằng cẩu tặc, cãi đến trong thôn gà chó không yên. Hắc vực vô biên, Phi Chu vẫn còn đi sâu ở trong sương mù đen, tốc độ chậm lại một chút. Một người nam tử mở mắt ra, vẻ mặt mang theo mấy phần bất mãn. Tiểu tử kia vụng trộm rời khỏi Phi Chu, đúng là không biết sống chết, khó tránh chậm trễ chuyện lớn, hay là để ta đi tìm hắn một phen. Nữ tử ngồi ở phía trước nhắm mắt lên tiếng, ngữ khí thanh lãnh. Không sao. Nơi này sương mù đen vô cùng nồng đậm, dựa vào tu vi của hắn căn bản không đi được bao xa. Nếu như đầu óc hắn không có vấn đề, bản thân sẽ không tự đi tìm cái chết, không bao lâu sau, hắn sẽ tự trở về. Nam tử cung kính hành lễ, trong mắt lộ ra vẻ kính sợ. Đại nhân minh giám. Nơi này đã là sâu trong hắc vực, khắp nơi đều là sương mù đen nồng đậm bao vây, thân ở nơi này sẽ phải chịu ảnh hưởng cực lớn, đến ta cũng rất có áp lực. Tiểu tử cai chẳng qua chỉ là bán thánh, nhất định không dám đi xa. Một người khác cũng phụ họa lên tiếng,
trong mắt lộ ra vẻ ngạo mạn. Các bạn đang nghe chuyện Nguyên Lai Ta Là Tuyệt Thế Võ Thần, Người Trên Vạn Người của tác giả Phong Lăng Bắc tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1415, Tự Giác Của Kẻ Yếu, 1. Không sai, nếu như hắn dám rời xa chúng ta, chính là tự tìm đường chết, cho dù người này tu vi thấp kém, cũng không đến mức vụng về như thế. Ba người nhỏ giọng nói mấy câu, đã tiếp tục ngồi thiền điều tức. Ở trong lòng bọn họ, Dịch Phong tu vi nông cạn, căn bản không đáng để chú ý nhiều, tất cả đều nắm ở trong lòng bàn tay. Dịch Phong rón rén nhẹ nhàng bước lên phi chu. Nhìn thấy ba người vẫn còn đang ngồi thiền, giống như là sắp thành Phật vậy. Loại bình tĩnh trầm ổn này, hắn cũng là vui vẻ gặp. Chỉ cần có cơ hội lười biếng, quan tâm hắn ngồi thiền hay là làm cái gì. Giữa răng môi còn có mấy phần dư vị của trà, Dịch Phong cũng phối hợp với không khí, tùy ý ngồi thiền ở trên phi chu. Học tư thế của mấy người cao thủ bắt đầu ngồi thiền, giống như là người làm thuê đi điểm danh. Phi chu lại lần nữa phi nhanh, trước mắt bốn phía đất trời tối tăm, quang cảnh hai ngày chợt lóe lên. Phi chu chưa bao giờ có một khắc dừng lại, phi nhanh ở bên trong hắc vực không biết đã đi được bao xa. Một mảnh đất trời tối tăm âm u này, phảng phất như là vô biên vô hạn, chỉ là thuận theo không ngừng đi sâu vào trong. Sương mù đen trong đất trời cũng càng nồng đậm hơn, dường như trong vòng trăm mét khó nhìn thấy được thứ gì. Cho dù là thánh nhân ở đây, cũng không cách nào nhìn thấy rõ được con đường phía trước. Một mảnh hắc vực yên tĩnh, giống như là ban đêm vô biên vô tận, chỉ có gió lạnh âm u lướt qua bên tai, không hề nhìn thấy bất kỳ sinh vật bình thường nào, cũng không nhìn thấy một tia màu xanh nào đáng nói. Thiên địa hoang vu, sương mù dày đặc như mực. Thứ duy nhất có thể nhìn thấy, chỉ có những bóng khổng lồ lờ mờ bay loạn bốn phía sương mù đen, giống như côn bằng bay nhanh lướt qua. Cũng giống như quỷ quái trôi nổi xuất hiện, khó mà nhìn rõ thân hình, một cảm giác sợ hãi không rõ quanh quấn ở xung quanh. Cuối cùng, phi chu dừng ở không trung. Ba vị khách ở tỉnh vực bên ngoài cũng cử động ngón tay, ở trong mênh mang mù mịt, quanh người như có một tầng quầng sáng lờ mờ, ngăn cách sương mù đen nồng đậm ở bên ngoài người. Thân sắc của nữ tử đứng đầu hiếm thấy nghiêm túc, thanh mâu mở ra lên tiếng. Nơi này sương mù quá nồng đậm, tạm ngừng một chút. Uy áp của mảnh thiên địa này không tầm thường, phi chu đi lên tiêu hao quá lớn, nhất định cần chỉnh sửa lại mới có thể đi tiếp. Tiêu hao của chúng ta cũng không nhỏ, đầu tiên đi vào cảnh giới không minh để bảo tồn sức mạnh. Vừa dứt lời, thanh niên mặt trắng ở bên trái lộ ra sắc mặt ngưng trọng. Cảnh giới không minh. Đại nhân, nếu như chúng ta tạm thời đi vào cảnh giới đó, nhất định có thể giữ được sức mạnh, nhưng mà giống như là giả chết, hoàn toàn không có sức lực phòng bị. Nữ tử dẫn đầu không hề lên tiếng, giống như là không đáng để nàng mở miệng vậy. Thấy thế, người thanh niên bên phải nghiêm túc lên tiếng. Đúng là như thế. Không đến mức bất đắc dĩ thì sẽ không đi vào cảnh giới không minh để giữ sức mạnh. Nhưng chúng ta ở bên trong hắc vực này, lúc nào cũng phải tiêu hao sức lực để tránh chịu ảnh hưởng của sương mù đen. Cứ tiếp tục như thế, tiêu hao thực sự không nhỏ. Sương mù đen này cũng đúng là cổ quái. Đến ta cũng không thể thông qua bảo vật để bổ sung sức mạnh. Dường như là bị pháp tắc của mảnh thiên địa này ngăn chặn vậy, lựa chọn duy nhất chính là cố gắng giữ sức mạnh mà thôi. Tiếp sau đây còn không biết phải gặp cái gì, tuyệt đối không thể sơ suất, lời nói của đại nhân rất đúng. Cho dù chỉ là tu chỉnh chốc lát, đi vào cảnh giới không minh bảo tồn sức mạnh cũng là điều vô cùng cần thiết. Nghe thấy lời nói nghiêm túc như thế, người thanh niên đành phải gật đầu, hai bên tóc mai đã rịn ra mồ hôi. Sương mù đen này đúng là quá ly kỳ, cẩn thận đối phó tuyệt đối không sai. Có thể tưởng tượng được ở trong nơi này đi vào cảnh giới không minh, người thanh niên vẫn là có mấy phần kiêng kỵ. Đại nhân nói rất đúng, chỉ là chúng ta đi vào cảnh giới không minh, nếu như có ma vật xuất hiện, vậy thì không có một chút năng lực nào để bảo vệ, một khi phi chu có tổn hại, chúng ta sẽ không quay về Lam Tỉnh được nữa. Dường như lời nói này đã có chút trọng lượng, ánh mắt nữ tử đi đầu liếc nhẹ một cái. Ba người chúng ta chỉ có thể thay phiên tu chỉnh, có một người nhất định phải cẩn thận đề phòng viện hộ, không thể đi vào cảnh giới không minh bảo tồn sức mạnh. Hai người nam tử lặng lẽ nhìn nhau, trong mắt đều lóe lên vẻ kiên định, dường như dự định lên tiếng chịu trách nhiệm hộ vệ, không khí trở nên cực kỳ trang nghiêm, giống như có đại địch sắp đến. Cả quá trình đều lọt vào trong mắt Dịch Phong,
hắn cũng nghe rất rõ ràng. Chương 1416, tự giác của kẻ yếu, 2. Nhưng hắn chỉ cảm thấy như lọt vào sương mù, hoàn toàn không dung nhập được vào loại không khí nghiêm túc kia. Đang yên đang lành, Phi Chu dừng lại, đây là lần thứ ba rồi, hắc vực này có khoa trương như thế không? Lúc nào cũng hao tổn cực lớn, còn không thể bổ sung sức mạnh, ảnh hưởng thật sự lớn như thế sao? Trong lòng Dịch Phong tràn ngập buồn bực, lặng lẽ cảm thụ một chút, cái gì cũng không có mài. Lại cảm thụ bốn phía một lần nữa, cũng không cảm thấy sương mù đen này có áp lực gì. Nhiều nhất, chính là tầm nhìn thấp một chút, nếu như thật sự muốn nói, còn không bằng khói mù kiếp trước nữa. Chỉ cái này, còn nói cái gì mà hao tổn cực lớn. Hắn rõ ràng sinh long hoạt hổ, đến một chút ngủ gật cũng không có, trên đường đi chính là ngồi thiền đi ngủ, ăn cơm cũng không tiêu hóa gì, dường như khẩu vị cũng ít hơn. Cái này hao tổn ở đâu ra? Có thể người ta nói là thật, dù sao mấy vị này đều có bối cảnh có kiến thức, hẳn là sẽ không khuếch đại sự thật. Nếu như thật sự có cái gì không đúng, bản thân mình có thể chết ở trong hắc vực này cũng tốt. Về phần giữ sức mạnh cái gì đó, hắn căn bản không cần, cũng hoàn toàn không cần phải như thế. Dựa vào lương tâm mà nói, Dịch Phong hận không thể mệt hết hơi thả rắm ngay tại chỗ. Suy nghĩ một chút, nhìn thấy hai người đàn ông nhìn nhau cả buổi, vẫn là không thả được phát nào, Dịch Phong dứt khoát quay đầu nhìn sang. Hay là, ta canh một chút? Vừa hỏi, ba người nghe được đều quay đầu. Đến ngay cả nữ tử thanh lãnh kia, bên trong thanh mâu cũng có mấy phần kinh ngạc. Vốn dĩ nàng muốn Dịch Phong gánh trách nhiệm này. Dù sao Dịch Phong chẳng qua chỉ là bán thánh, tu vi nông cạn, cứ tiếp tục như thế này cũng không có tác dụng lớn, còn không bằng gánh vác trách nhiệm bảo vệ, để ba người bọn họ bảo tồn sức mạnh. Đây là phân chia hợp lý nhất, cũng là lựa chọn chính xác nhất. Trong ba người bọn họ, bất luận là người nào cũng đều mạnh hơn Dịch Phong gấp trăm ngàn lần, vì để an toàn đi tiếp bảo vệ sức mạnh nhiều hơn, đây là cách làm không có gì để nghi ngờ. Chỉ là, nàng không ngờ được Dịch Phong có thể có loại tự giác này, dứt khoát lên tiếng chủ động hỏi. Có thể hiểu được đạo lý trong đó là một chuyện, tình nguyện kính dâng ý chí, lại là một chuyện khác, loại khí độ và tầm nhìn đại cục này, không phải người tầm thường có thể có. Cho dù tu vi của Dịch Phong tầm thường, nhưng lại khí độ và nhận thức này đã vượt qua phần lớn người, đáng để nhìn thẳng vào nhau mấy phần. Bên trong thanh mâu của nữ tử kia nổi lên ánh sáng nhu hòa, ngữ khí có vẻ hơi bình thản. Như thế là tốt nhất. Tiếp theo đây ngươi sẽ làm hộ pháp cho chúng ta, nếu có bất kỳ khó khăn gì, hoặc là ma vật mạnh xuất hiện, nhất định phải truyền âm với ta. Dịch Phong gật đầu, đứng dậy tản bộ hoạt động gân cốt vòng quanh Phi Chu, một bộ tư thế chờ mong. Mấy ngày nay không phải ăn thì là ngủ, cả người đã tê dần. Về phần truyền âm, vậy thì phải xem cuối cùng có thể gặp được chuyện gì. Nhìn dáng dấp về nghiêm túc, nữ tử kia yên tâm một chút. Những cái khác cũng không để ý nhiều, đối với yêu cầu của Dịch Phong cảm thấy là điều đương nhiên, đây chỉ là tự giác của kẻ yếu mà thôi, chẳng qua là tầm mắt tối thiểu. Nếu như thật sự có chuyện gì, vẫn là phải đại nhân và bọn họ ra tay dọn dẹp. Ở trong làn sương mù đen khủng bố này, giá trị của Dịch Phong cũng chỉ như thế mà thôi. Cho dù may mắn được đại nhân ôn hòa nhìn một chút, nhưng lúc nào cũng phải bỏ ra cái giá lớn có thể mất mạng. Cho dù là như thế, có thể có được sự chú ý của đại nhân cũng đã là vinh hạnh lớn nhất đời này của hắn, sau này sẽ không có cơ hội này nữa. Loại nhân vật nhỏ bé như thế này không đáng để chú ý nhiều. Thuận theo chỉ quyết bắt đầu phức tạp của nữ tử kia, hai người khác cũng nhắm mắt lại đi vào cảnh giới không minh, thu lại toàn bộ thần thức. Khí tức của ba người khác cũng ẩn giấu hoàn toàn, cả người đều bị một tầng ánh sáng cực kỳ yếu ớt bao phủ, hào quang nhỏ yếu kia ở trong sương mù nồng rậm khó mà phát giác được. Toàn bộ Phi Chu, chỉ có Dịch Phong đơn độc lắc lư, không có một chút lực đạo nào giống như là người phàm. Đi dạo vài vòng, vẫn không thấy ma vật xuất hiện. Ba người kia đã nhắm mắt ngồi thiền hoàn toàn không có động tĩnh, giống như là ngủ thiếp đi vậy. Nhìn thấy không có người quản thúc, Dịch Phong quang minh chính đại lười biếng, trực tiếp đi lên đầu Phi Chu, một lòng chờ đợi các bảo bảo kinh nghiệm xuất hiện. Nhưng hắn vừa mới rời đi, đã bị ba người nhìn rõ hết. Mặc dù ba người Lam Tinh đi vào cảnh giới không minh, nhưng vẫn là còn có một chút lực cảm giác. Có thể cảm giác được tất cả trong vòng 10 trượng, còn có thể tiến hành truyền âm, cũng không phải hoàn toàn không có chi giác.
người cao thủ trẻ tuổi đang nghi vấn truyền âm, trong giọng nói có chút bất mãn. Hành động của tiểu tử này khả nghi, không hẳn có thể tín nhiệm. Nếu như hắn có tâm làm hại, hoặc là không biết sống chết rước lấy ma vật, thì nên làm thế nào cho tốt đây? Hay là, vẫn là để ta đề phòng xung quanh đi? Lão giả hồi âm trấn an nói, không sao, loại tiểu bối tu vi nông cạn này, không đáng để lo. Lời này càng thêm trầm ổn, cũng nhiều thêm mấy phần chí khí. Đương nhiên dẫn đến sự tán thưởng của người nữ tử đứng đầu, nàng ôn nhu truyền âm. Không sai, tu vi của hắn thường thường, không cần để ý quá nhiều. Vừa rồi gia đã bố trí hai đạo cấm chế, nếu như có ma vật cường đại uy hiếp, cấm chế sẽ phát động phản kích, cao thủ ma tộc cũng chưa chắc có thể tùy tiện đột phá. Một khi thật sự có điều ngoài ý muốn, ta sẽ bị cấm chế đánh thức. Nếu như chúng ta bị ma vật bao vây đánh lén, dựa vào tu vi của hắn cũng khó sinh tồn. Trêu chọc ma vật không khác tự tìm đường chết, tu vi của hắn thấp, cũng không giống là người ngu tự đi tìm đường chết. Các bạn đang nghe chuyện nguyên lai ta là tuyệt thế võ thần, người trên vạn người, của tác giả Phong Lăng Bắc tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1417, đều là mập giả. Mặc dù giọng người nữ tử mềm mại, nhưng lại lộ ra sự tự tin không thể nghi ngờ. Đối sách hoàn mỹ cũng khiến cho hai người kính nể. Đại nhân anh minh. Sau khi truyền âm vài câu ngắn gọn, ba người tiếp tục tĩnh dưỡng bảo tồn sức mạnh. Bốn phía rơi vào tĩnh mịch, yên tĩnh đến mức có chút nhàm chán. Phi chu dừng lại trên không trung, tản ra ánh sáng lờ mờ, giống như một cây đèn sắp cạn đầu. Dịch Phong đứng ở tuyến đầu nhìn về phía xa đã lâu, trong mắt mới dần dần có ánh sáng. Trong sương mù đen ở dưới mặt đất, bắt đầu dục dịch có bóng dáng ma vật, liên tiếp lao về phía phi chu, phảng phất như một đống thiêu thân bị hấp dẫn lao tới phành phạch. Chỉ trong thời gian nháy mắt, mặt đất dưới chân đã tràn ngập bóng đen. Có mông đa thú kinh điển cao lớn vạm vỡ, có khuôn mặt xấu như giống loài mới, còn những con rơi lớn răng nhọn móng sắc, vừa nhìn chúng ta đều xuất hiện sát khí ngập trời. Hàng ngàn ma vật không ngừng lao tới, sương mù đen lờ mờ đã bị vô số thân ảnh lấp đầy, biến thành một mảnh tối tăm, giống như là bão cát che khuất bầu trời. Không ngừng gào thét, ma khí mãnh liệt, đổi lại là bất luận kẻ nào ở trong trận, cũng nhất định vẻ mặt ngưng trọng mồ hôi lạnh toát ra. Dịch Phong lại càng nhìn càng vui vẻ, trong mắt lóe lên ánh sáng. Cuối cùng cũng đến rồi, đại bảo kiếm của ta đã đói khát đến khó nhịn rồi. Rút đại bảo kiếm yêu thích ra, Dịch Phong không kịp chờ đợi nhảy xuống phi chu. Đăng. Bóng người rơi vào trong sương mù đen ở mặt đấy, đạp xuống đất đá tung tóe khắp nơi. Ma vật xung quanh đều nhìn đến sững sờ, mấy ngàn con mắt to như chuông đồng cùng nhau ngẩn người, phảng phất như bị kinh động vậy. Trong sương mù đen nồng đậm, truyền ra âm thanh chế nhạo. Khặc khặc. Bản tôn còn là lần đầu tiên nhìn thấy con người vội vàng tìm chết, lẽ nào ngươi cũng biết rõ bản thân khó thoát khỏi cái chết, nên chỉ muốn chết sớm sớm siêu sinh sao? Dịch Phong thuận theo âm thanh nhìn đến. Mấy đạo bóng đen đi sang một bên, thân ảnh cồng kềnh giống như núi cao đạp đến, đại khái cao mấy trượng, trên người mọc 7-8 cái cánh cực kỳ méo mó, rõ ràng là một tôn ma vật mạnh mẽ. Lúc này đang lộ ra ý cười tham lam khát máu, lại hình như mang theo mấy phần thương hại, cả người tản ra sát khí cực kỳ khủng bố, còn có sương mù đen không ngừng tuôn ra từ thân thể kia. Ma vật này không giống bình thường, hy vọng đủ mạnh mẽ. Dịch Phong nhìn đến trong mắt sáng lên, theo bản năng tiếp lời. Nếu như ngươi có thể đánh chết ta, ta thật sự cảm ơn ngươi. Nhiều cự ma, thân sắc sững sờ, rất nhiều ma vật cũng là mơ hồ đứng yên tại chỗ. Một trận gió nhẹ thổi qua, không khí có chú vi diệu. Bên trong sự bao vây của đám ma vật, Dịch Phong bình tĩnh đến có chút không hợp thói thường, mắt to chớp chớp nhìn chằm chằm. Đừng nói một chút sợ hãi, đến một chút cảm giác căng thẳng phối hợp với bầu không khí cũng không có. Tự tìm đường chết, cự ma nhiều tay nổi giận, vút lên không trung, mang theo uy thế cường đại đánh đến. Bạch, Dịch Phong đánh ra một kiếm bình thường, nhưng lại như có ánh sáng lạnh lẽo bắn thẳng đến nghìn vạn dặm. Bỗng nhiên một kiếm đạo khủng bố đến không ngờ, giống như không có cách nào tránh né, sức mạnh đại đạo chưa bao giờ nhìn thấy, dường như phong kín tất cả đường sống. Đột nhiên cự ma nhiều tay ở giữa không trung biến sắc, nhưng lại khó mà xê dịch một bước. Thân hình to lớn của hắn giống như bị kiếm mang khóa chặt hoàn toàn, trời đất rộng lớn bao la, nhưng lại không có một con đường lui,
trực giác chết chóc xông lên trên đầu. Mấy ngàn ma vật xung quanh cũng lạnh cả người, giống như rơi xuống hầm băng ngàn năm. Răng rắc, một âm thanh nhỏ vang lên, thế mà cự ma nhiều tay lại bị một kiếm phanh thây. Oành, thân hình to lớn ầm ầm sụp đổ, chỉ có âm thanh chấn động đáng sợ dưới chân đang vang vọng. Cho dù có mấy ngàn ma vật mạnh mẽ, nhưng lúc nào đều rơi vào tĩnh mịch, sương mù đen yên tĩnh đến lạ thường, đủ loại tròng mắt to lớn, cùng nhau nhìn về phía thi thể cự ma. Bên trong tròng mắt của một nửa thi thể vẫn còn giữ vẻ sợ hãi, thậm chí bắt đầu lan tràn, trong mắt đám ma vật đều lộ ra kinh hãi, trong nháy mắt ý lạnh khiếp người quét sạch sương mù đen. Đám ma vật phát run, yên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy được. Cũng không biết là ma vật nào, đột nhiên giống như bị dẫm vào chân gào thét lên tiếng. Chạy, chạy chạy chạy, cổ họng gào ra ngao một tiếng, mấy ngàn ma vật đúng là chạy trối chết. Dịch Phong còn chưa phản ứng lại, đã thấy ma tộc mạnh mẽ giống như là bò dê, từng con hoảng hốt liên tục lăn lộn chạy bừa. Mẹ nó, lại là một đống gia hỏa giả mập. Chương 1418, cánh cửa tỉnh không, 1. Dịch Phong càng nhìn càng tức giận, trực tiếp xách đại bảo kiếm lên đuổi theo chém giết, cũng không biết đi sâu vào nơi nào. Chỉ là âm thanh bên tai không ngừng nhắc nhở kinh nghiệm thu được giống như tiếng chuông tan học. Mãi đến khi khắp nơi là xương cốt, thế mà hắn lại thăng được một cấp. Xung quanh sương mù đen không nhìn thấy bóng dáng ma vật, Dịch Phong rất không cam tâm, cầm theo đại bảo kiếm chỉ vào khuôn mặt móc câu ở trước mắt. Ai biết còn chưa lên tiếng hỏi, ma vật kia đã bị hù dọa đến dập đầu như dã tỏi. Ta sai rồi, ta sai rồi. Dịch Phong đồ chán, xóa đi một dòng hắc tuyến. Ai nói với ngươi đúng hay sai, ta là muốn hỏi ngươi, ở xung quanh đây có còn ma vật khác không? Ma vật mặt móc câu liên tục hành lễ, học mấy phần dáng vẻ của con người. Hết rồi, không còn một con nào nữa. Ta không phải ma vật, ta chỉ là có vẻ ngoài giống như thế. Dịch Phong nghe thế thì thất vọng, cũng không có nhiều hứng thú nữa. Răng rắc, một kiếm thu hoạch chút kinh nghiệm bảo bảo, hắn xoay người gọi Mạn Mạn ra trở về. Chớp mắt, hắn đã trở về trên phi chu. Tuy thu hoạch được một đống kinh nghiệm, nhưng lại có một cảm giác mất mát nho nhỏ, hai tay chống cằm xuất thần, bắt đầu có nghi vấn với sự cường đại của ma tộc. Cũng không biết qua bao lâu sau lưng vang lên giọng nói ôn nhu. Ngươi có từng phát hiện ma tộc đột kích? Quay đầu nhìn lại, chính là nữ nhân thần sắc thanh lãnh. Dịch Phong thuận miệng lên tiếng, không có động tĩnh của ma tộc. Nữ tử nghe tiếng gật đầu, vẫn lãnh đạm như thường. Vất vả rồi. Thế nhưng rất nhanh, bọn họ phát hiện không đúng lắm. Bởi vì bọn họ phát hiện, xung quanh yên tĩnh đến mức có chút không hợp thói thường. Thế mà lại không nghe được một chút âm thanh nào. Theo lý mà nói, cho dù không có ma vật tấn công, nhưng có lẽ sẽ có ma vật phát ra âm thanh cùng tiếng gào thét. Vì thế, tình trạng khắp nơi không giống bình thường này, càng có khả năng ẩn giấu cổ quái. Ba người yên lặng yên tĩnh nhìn về phía tuyến đầu, thần sắc hiện lên sự nghi hoặc. Nữ tử đứng đầu càng là mày liễu nhăn lại, cũng bị sự yên tĩnh cổ quái này làm cho kinh nghi. Nhưng nàng tỉ mỉ thăm dò rất lâu, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Đành phải nhỏ giọng truyền âm, căn dặn hai người khác. Nơi này sương mù đen quá nồng, thần trí của ta cũng không cách này đi quá xa, khu vực trong tầm mắt càng thêm có hạn, nhưng loại yên tĩnh quỷ dị này có thể ẩn giấu nguy hiểm to lớn. Hai người các ngươi nhất định phải tăng cao cảnh giác. Hai người nghe tiếng nhìn nhau, trịnh trọng gật đầu. Tuân mệnh. Phi chu lại xuất phát lần nữa, hai người một đầu một đuôi, nghiêm mật giám thị xung quanh, dựng dậy 12 phần tinh thần. Thân sắc của nữ tử đứng đầu cũng là nghiêm túc, đứng giữa khống chế toàn cục. Ba người một bộ dáng nghiêm túc, cảnh giác so với lúc trước tăng lên gấp mấy lần, nếu như không phải ở trong đó, còn tưởng rằng gặp phải kẻ địch mạnh mẽ nào đó. Bên cạnh Phi Chu, Dịch Phong chống cằm giống như cuộc sống không còn gì luyến tiếc. Những ma vật dọc đường đều là mập giả, cẩn thận như thế làm gì? Lẽ nào đang phòng bị sương mù đen mạnh mẽ mà bọn họ nói? Nhưng dường như sương mù đen này cũng không có gì đặc biệt, cũng không thể là đang phòng bị không khí đi. Có thể đây chính là phong phạm của cao thủ. Tò mò nhìn một hồi, thấy ba người cảnh giác, cũng không chờ được kẻ địch mạnh mẽ nào đến, Dịch Phong dần dần không còn hào hứng, để mặc cho bọn họ đấu trí đấu dũng với không khí. Dù sao hắn chỉ là người dẫn đường, không hiểu tác phong cao thủ cái gì cả.
Công việc canh gác cũng hoàn thành, Dịch Phong trực tiếp nằm xuống đi ngủ. Không biết qua bao lâu, Dịch Phong tỉnh lại duỗi lưng một cái. Ngồi dậy sờ lên bụng, cũng không có cảm giác đói bụng. Cũng may bữa sáng đủ dinh dưỡng, nếu không lúc này chỉ có thể cầm trứng gà ăn tạm mà thôi. Kế hoạch lười biếng thật là hoàn mỹ. Âm thầm khen chính bản thân mình, Dịch Phong nhìn bốn phía xung quanh. Hai người nam vẫn còn đang cảnh giác, một bộ tư thế nghiêm túc, cũng không có bộ dáng từng đánh nhau. Dường như không chờ đợi được kẻ địch mạnh mẽ cái gì đó đến, đúng thật là đấu trí đấu dũng với không khí. Bất đắc dĩ chẹp chẹp miệng, Dịch Phong cũng lười quản nhiều. Lấy ra cái hồ lô lớn của Ngụy Đông Hải, đang muốn uống chút rượu giết thời gian nhàm chán. Phía sau, nữ tử đứng đầu mềm mại đi đến. Đa tạ lúc trước ngươi làm hộ pháp cho chúng ta. Dịch Phong đứng dậy ngoái đầu nhìn lại, thấy nữ tử kia dung mạo tuyệt mỹ, không có ngạo khí cũng không có sắc mặt khác thường, thần sắc bình tĩnh như nước. Nữ nhân này biết cảm ơn, thật ra còn rất tốt. Ít nhất, so với một vài cao thủ dùng lỗ mũi nhìn người tốt hơn nhiều. Các bạn đang nghe chuyện Nguyên Lai Ta Là Tuyệt Thế Võ Thần, Người Trên Vạn Người của tác giả Phong Lăng Bắc tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 1419, Cánh Cửa Tỉnh Không, 2. Dịch Phong thuận miệng khách khí một câu, hào phóng đưa hồ lô rượu ra. Khách khí rồi, loại chuyện nhỏ này có cái gì mà cảm ơn, ngươi uống rượu không? Thanh mâu nữ tử kia liếc nhìn miệng hồ lô, lãnh đạm gật đầu một cái. Được, lập tức tay ngọc xuất hiện ánh sáng, một bình rượu màu xanh hiện ra. Rốt cuộc cũng là cô nương, vẫn là có chút để ý. Dịch Phong rộng lượng rót đầy bình rượu. Nữ tử kia đưa tay giấu sau tay áo uống rượu, cả quá trình đều không bộc lộ quá nhiều thần sắc. Rượu đã uống rồi, có lẽ coi như bằng hữu. Dịch Phong cũng không nghĩ nhiều, mượn thời gian rót rượu hàn huyên, thuận tiện giết thời gian nhàm chán. Rốt cuộc các ngươi muốn đi đâu, bên trong hắc vực này có thứ gì à? Nữ tử kia cầm lấy bình rượu, do dự một chút rồi lên tiếng. Cảnh giới bán thánh của ngươi, vốn dĩ không có tư cách biết được tất cả những thứ này, nhưng việc đã đến nước này rồi, nói rõ cũng không sao. Bán thánh, không có tư cách, Dịch Phong muốn thể hiện thân phận thánh nhân để lấy lại thể diện cho mình. Những chiếc mắt lười dây dưa đến cái này, chỉ lờ mờ trả lời một câu. Ừm. Dịch Phong yên lặng đáp lời, người bên ngoài nhìn thấy có chút không biết gì. Ta họ Kép Thanh Doãn, cùng với hai người bọn họ đều không đến từ Vân Tinh, mà là từ Lam Tinh. Dịch Phong kinh ngạc đến mở to hai mắt nhìn. Vốn dĩ hắn tưởng rằng ba vị khách quý là xuất thân đại tông môn nào đó, nhưng lại chưa bao giờ ngờ được thế mà lại là người ở tinh vực bên ngoài. Khá lắm, thế mà hắn lại dẫn đường cho người ở tỉnh vực bên ngoài, đây thật sự là thể nghiệm mới của nhân sinh mà. Càng bất ngờ hơn nữa, thế mà người ở ngoài tỉnh vực khác này không phải đầu cà rốt, cũng không có mắt to như bòng đèn, ngược lại có lỗ mũi có mắt, cũng giống như hắn có mắt có mũi vậy. Nữ tử ở tỉnh vực bên ngoài này hình như còn khá xinh đẹp. Phim khoa học viễn tưởng, Sa Điêu ở kiếp trước, quả nhiên đều là gạt người. Dịch Phong vừa kinh ngạc vừa chấn động, ngây người tại chỗ. Loại chấn động đó không ngoài dự liệu, đều bị Thanh Doãn cô nương nhìn thấy. Thanh âm bình tĩnh tiếp tục vang lên, không có chút ý định nào dừng lại. Không nói Vân Tỉnh, hay là quê hương Lam Tỉnh của chúng ta, ở trong vũ trụ chẳng qua chỉ là một giọt nước trong biển cả. Chúng ta cùng thuộc tỉnh hệ Thiên Nguyên, dạng tinh cầu như thế này có tất cả 108 tinh cầu. Bên trong tinh hệ Thiên Nguyên, có hư không thú sinh tồn ở trong không gian hỗn loạn, vốn dĩ loại sinh vật này chỉ di chuyển trong hư không. Dựa vào việc hút sức mạnh không gian để tu luyện, bình thường sẽ không xâm nhập vào tinh cầu, chỉ khi nào bị ma vực ảnh hưởng thì sẽ tạo thành uy hiếp cực lớn đối với mỗi tinh cầu. Dịch Phong nghe đến si mê, dần dần có hứng thú với chủ đề mới lạ này. Vậy ma tộc kia ở đâu ra? Trong mắt Thanh Doãn cô nương lộ ra vẻ suy ngẫm, nhìn về phía bầu trời tối đen vô biên. 10 vạn năm trước, đột nhiên không gian xuất hiện hố đen, vô số hắc vực tràn ngập, từng bước bao phủ mỗi một tinh cầu, từ đó ma tộc được sinh ra. Tục truyền, năm đó vì thanh trừ hố đen, mỗi tinh cầu hợp thành liên quân thảo phạt, bạo phát một trận đại chiến kim tỉnh từ trước đến nay, hình như đến cả thần giới cũng từng xuất động lực lượng. Một trận đại chiến tràn ngập vô số tinh vực, cường giả chết nhiều như sao băng, vô số tinh cầu bởi vì không gượng dậy nổi. Khó mà tính toán được tử thương, tuy cuối cùng phong ấn được hố đen,
nhưng ma tộc đã ở lại. Bất đắc dĩ, nguyên khí của mỗi tinh cầu tổn thương lớn đã không thể nào truy sát được những ma tộc ẩn giấu trong hư không kia, chỉ có thể nghiêm mật thủ vững. 10 vạn năm qua, ma tộc sinh sôi ở trong hư không, gần như không một tiếng động, mãi đến mấy năm gần đây mới có dị động liên tiếp. Thế mà lại có đại chiến tỉnh không, còn có sự tồn tại của thần ma. Dịch Phong nghe đến tràn ngập cảm khái, tuy không được nhìn thấy tận mắt, nhưng hắn cũng có thể tưởng tượng được, vô số tuần kiệt loài người huyết chiến tỉnh hải với ma tộc, hẳn là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Cực kỳ khó tin hơn là, khu vực con người cũng có thể tham gia đại chiến ma thần, không biết nhân vật phải có bao nhiêu phong hoa thiên tư trách tuyệt mới có thể tham gia trận đấu này. Cho dù chỉ là từng dấn thân vào đó, cũng để danh truyền ngàn vạn năm. Chỉ là nghe kể lại, Dịch Phong thân là loài người cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, không nhịn được tiếp tục đặt câu hỏi. Thần giới ở dâu, ma tộc thật sự mạnh như vậy sao? Thanh Doãn cô nương nghe tiếng ngoái nhìn. Chuyện thần giới chỉ là truyền thuyết, 10 vạn năm quá xa xôi, đã không thể nào khảo chứng. Nói rồi, bên trong cặp thanh mâu hiện lên thần sắc kiêng kỵ. Chương 1420, cánh cửa tỉnh không, a. Về phần ma tộc, hoàn toàn đúng là rất mạnh. Dưới thần sắc kinh ngạc của Dịch Phong, lời nói của nàng phát ra sự nghiêm túc. Cái gọi mà ma tộc là chủng tộc thật sự mạnh mẽ, tuyệt đối không phải loại ma vật đã có thể gọi là ma tộc. Ma tộc chân chính có tu vi khủng bố, dường như vừa mới sinh ra đã có không ít sức mạnh. Còn có thành bang và văn minh đặc biệt thuộc về ma tộc, trí tuệ và cơ thể đều là sự tồn tại đứng đầu trong vũ trụ. Thậm chí có một vài ma tộc túc trí đa mưu, đủ loại mưu kế dễ như trở bàn tay. Chiến tranh tinh không 10 vạn năm trước, loài người ta đã phải chịu không ít thua thiệt ở phương diện này. Bình thường cái gọi là ma vật chẳng qua chỉ là một vài thứ phẩm cấp thấp. Bọn chúng là loài người và yêu thú sau khi bị sương mù đen ăn mòn trở thành sinh vật biến dị, cũng có tu vi không tầm thường, chẳng qua là xác không hồn, chỉ có bản năng giống như dã thú mà thôi. Hóa ra ma vật cũng phân thật giả, cuối cùng hiểu rõ vì sao có con biết nói chuyện biết chạy trốn, còn có con lại như đồ đần. Trong mắt Dịch Phong lộ ra vẻ kinh ngạc, lúc trước chúng ta từng xuất thủ một lần, chính là đối phó với ma tộc chân chính. Loại tiểu đội ma tộc chân chính này, nhìn thấy thì nhất định phải toàn lực chém giết, tuyệt đối không thể coi thường, nếu không đối với chúng ta mà nói chính là một quả bom hẹn giờ. Thanh Doãn Tiêm Vân nói tiếp, Dịch Phong nghiêm túc gật đầu, ghi tạc lời nói này ở trong lòng. Vẻ mặt Thanh Doãn Tiêm Vân có thêm mấy phần thần sắc yên tâm, nàng cũng không trông chờ Dịch Phong có thể chiến thắng ma tộc chân chính, nhưng thấy hắn có thể nghiêm túc giác ngộ, đã rất không tệ rồi. Lời nói đã nói đến đây rồi, nàng dứt khoát nói rõ tất cả. Chúng ta đi đến chính là vì trợ giúp Vân Tinh, xử lý kẻ địch chung của con người, ma tộc. Ma tộc kiêng kỵ huyết chiến 10 vạn năm trước, vốn dĩ khiêm tốn sống tạm trong hắc vực trong hư không, nhưng năng lực sinh sôi của ma tộc quá mạnh. Chỉ dựa vào hắc vực trong hư không đã không đủ để sinh tồn, vì thế dã tâm lại cháy lên, đưa ánh mắt đặt lên những tinh cầu có thực lực yếu kém. Bọn chúng thông qua cánh cửa tỉnh không tạo dựng cầu nối, xâm lược không ít tinh cầu. Chúng ta đi chuyến này chính là vì tìm kiếm cánh cửa tinh không được tạo dựng bên trên Vân Tinh, phá hủy nó. Không chỉ có thể giải quyết hậu viện của ma tộc ở tinh không, tiếp đó tiêu diệt bọn chúng, cũng tránh cho ma tộc sau khi chiếm lĩnh Vân Tinh, sẽ thông qua hành lang hồi cổ đi vào Lam Tỉnh. Dịch Phong nghiêm túc gạt đầu, bị chân tướng khủng bố này chấn động. Cái này mặc dù người tỉnh vực khác có tâm tư riêng, nhưng có thể đi đến Vân Tinh hỗ trợ, đã rất có đạo nghĩa. Vốn dĩ cho rằng Vân Tinh chính là toàn bộ thế giới, hóa ra chỉ là giọt nước ở trong biển cả. Hôm nay mới biết được thiên ngoại hữu thiên mà. Thế giới bao la cuồn cuộn này, thật sự giống như tiểu thuyết huyền huyễn ở kiếp trước. Ma tộc kia cũng là không hợp thói thường, rõ ràng là sinh sôi đến địa bàn không đủ dùng, thế mà lại đánh chủ ý lên tinh cầu của con người, thật đúng là có thể sinh quá mài. Suy nghĩ của Dịch Phong rõ ràng hơn rất nhiều. Nhất thời tâm cảnh rộng mở, tầm mắt cũng mở rộng gấp mấy lần. Chỉ nhìn ở hoàn cảnh trước mắt, Lam Tinh nhất định mạnh hơn nhiều so với Vân Tinh. Nếu như đi Lam Tinh tìm mấy người cao thủ, tùy tiện động một ngón tay, tìm đường chết không phải dễ như trở bàn tay sao? Nghĩ đến đây, Dịch Phong càng kích động hơn. Xoa xoa đôi bàn tay, ánh mắt mong đợi nhìn về phía người ngoài tinh vực xinh đẹp. Thanh Doãn cô nương, ta có thể đi Lam Tinh của các ngươi không? Trong mắt Thanh Doãn Tiêm Vân lộ ra vẻ kinh ngạc.
Ngươi? Đột nhiên hỏi câu này khiến nàng bất ngờ. Nhìn thấy ánh mắt trông chờ của Dịch Phong, nàng cũng là có thể đoán được chân tướng. Dịch Phong chẳng qua là bán thánh, cũng không có sức mạnh đại đạo tản ra, thiên tư này rất có giới hạn, đời này tu vi khó tiến thêm được nữa, nghe nói Lam Tinh mạnh mẽ, đương nhiên trong lòng sẽ hướng về. Ngươi thường đi chỗ cao, điều này cũng không kỳ quái. Suy nghĩ một chút, Thanh Doãn Tiêm Vân nghiêm túc nhìn chăm chú. Chúng ta thật sự chuẩn bị tuyển chọn nhân tài, dự định đưa đến Lam Tinh bồi dưỡng, nhưng dựa vào tâm mà nói, thiên tư của ngươi không thể đạt tới yêu cầu. Có điều, nếu như ngươi có thể cùng với chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, phía sau cố gắng làm nghĩa vụ dẫn đường, coi như đây là một công lớn, đến lúc đó có lẽ ta sẽ tặng cho ngươi một vị trí. Dịch Phong đang muốn mở miệng, đột nhiên lão giả đang đứng yên lên tiếng. Không hay rồi, phía trước có bóng dáng ma tộc. Các bạn vừa nghe xong tập 142 của bộ truyện Nguyên Lai Ta Là Tuyệt Thế Võ Thần, Người Trên Vạn Người của tác giả Phong Lăng Bắc tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.